Ôi, mình vừa tới áo mọi người ơi. Ở thị sĩ đã thấy sửng sốt rồi ha, qua đây còn thấy sửng sờ không? Ngại ngào luôn. Đi. Một quốc gia không hề giáp biển nhưng mà bù lại có những cái cảnh đẹp khác. Áo là quê hương của hai người có tiếng, một là Hitler, nghe tên là thấy ớn, và hai là Mozart, nghe tên là thấy im. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những cái thắng cảnh đẹp của đất nước mà 60% diện tích là đồi núi này nhé. Châu Âu kết nối với nhau rất là dễ dàng, đi lại cực kỳ thuận tiện, và có một cái tuyến tàu mà đi từ Verona của nước Ý chạy thẳng sang Innsbruck của nước Áo luôn, và hành trình này 3 tiếng rưỡi thôi. Giá vé mình mua là 35 đô, khoảng 1 triệu đồng đó. Điều lệnh là nhà luyện công phu mỗi ngày, lên dốc xuống dốc, đâu cần vô cái lực tự gánh nước đâu. Thì theo Phật Học Ca là gánh hành lý cùng đuối dẻo dai công sức. Càng lên phía Bắc, giáp giữa nước Ý và nước Áo thì cảnh càng đẹp. Ở đây thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều những cái cánh đồng nho trải dài và những cái đồi núi chập trùng dưới chân của dãy Alps. Hãy thử một lần xê dịch tự túc, đi một nhóm nhỏ tới châu Âu thôi, bạn sẽ có những cái phút giây rất là thư thái thông thả. Alps là một trong những cái dãy núi có thể nói là lớn nhất và dài nhất ở châu Âu. Nó đi qua tới 8 quốc gia, lần lượt là Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Monaco, Liechtenstein, Áo, Đức và Slovenia. Trong đó thì có hai nước đó là Thụy Sĩ và Áo, có thể nói là có dãy Alps nằm phần lớn trong lãnh thổ của nước mình. Ở đây thì người ta đang đi soát vé nè. Bên này chủ yếu là tự giác, không ai kiểm tra vé trước khi lên tàu. Nhưng mà lên rồi mà soát vé không có thì bị phạt. Cảm ơn mọi người đã tới Austria. Mình đi tàu, cái tuyến tàu mình vừa đi ha, chạy qua ba nước luôn, Ý, Áo rồi Đức. Đi từ Verona đi tới Innsbruck rồi cho tới Munich của Đức luôn. Và đây chính là nhà ga Innsbruck. Đi 2 tiếng thôi là đã tới rồi. Thông thường thì mọi người nói là ở châu Âu thì đi qua cửa khẩu không cần làm thủ tục, nhưng mà sẽ có công an lên, họ xét hộ chiếu của mình để xem là có nhập cư trái phép hay không. Bây giờ mình sẽ đi cùng nhau khám phá thành phố của Innsbruck của nước Áo nha. Anh ngủ giường đơm, đây là khách sạn tại Áo, Austria. Đây, nhìn cảnh ở bên ngoài. Wow, những ngọn núi quá trời luôn, toàn cây thông không à. Ở đây nhìn ra là thấy phố cổ của Innsbruck rồi. Những điểm tham quan tại Innsbruck. Điểm đầu tiên thì mình sẽ bắt một chuyến xe buýt để đi lên một cái ngọn núi. Ở trên này thì chúng ta sẽ đi cáp treo để mà đi tham quan. Mọi người thấy thì đường ở đây rất là nhỏ nhưng mà xe buýt chạy dù dù luôn. Đây cũng là một cái địa điểm rất là thích hợp để chúng ta có thể nhìn toàn cảnh bao quát thị trấn Innsbruck ở bên dưới. Wow, trời, cái nhà đẹp quá. Một cái cây nữa nè, quá trời bự rồi. Gốc cờ bự trời bá luôn. Ấn tượng ha, những căn nhà gỗ ở đây nè, kiến trúc rất là đẹp. Bây giờ thì Innsbruck là một cái thành phố lớn thứ tư của nước Áo, nằm ở góc ba của Đức nè, Thụy Sĩ và Ý. Bởi vì quang cảnh ở đây mọi người sẽ thấy tựa tựa giống như Thụy Sĩ gì đó. Và sau lưng mình đó chính là một cái trạm cáp treo đi lên đỉnh cao nhất của Innsbruck, đó chính là Nockata, Top of Innsbruck. Đây là một cái cáp treo và mọi người lưu ý là khi tới Innsbruck thì mọi người nên mua cái Innsbruck card, cái thẻ để du lịch toàn cái toàn tất cả những địa điểm ở đây luôn, bao gồm cái cáp treo này nữa, mà giá chỉ có 50 đồng cho một ngày thôi, rất là tiện. Và bây giờ đó chính là một cái thung lũng của Innsbruck, xung quanh là đồi núi, đồi thông. Và bây giờ đang là mùa thu nữa, và từ đây thì mình có thể nhìn xuống sông Innsbruck, Innsbruck Inn ở bên dưới. Thời tiết bây giờ quá trời đẹp, rất đã. Innsbruck là một cái thành phố cũng không quá lớn và nằm lọt trong một cái thung lũng đầy mộng mơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt cáp treo để đi lên tham quan nha. Ở bên này thì cáp treo người ta xây dựng từ rất là sớm, từ năm 1930 đã có cáp treo rồi. Năm 60 năm trước là người ta có cáp treo rồi ha.
Bởi vì người ta nói châu Âu là một cái nơi mà sản xuất cáp treo lớn của thế giới đó. Người ta lên đây trực tuyết nè. Mọi người biết là gì? Việt Nam mình mấy cái cáp treo như là ở cáp treo Bà Đen nè, Bà Nà Hiêu, rồi mấy cáp treo Phú Quốc là do Thụy Sĩ thi công không đó. Rồi chắc tàu tới rồi đó, mình đi vô nè. Hoàng sao? Ý vô nè. Ôi trời, mà cả một cái đồi thông luôn, trải dài. Trạm tiếp theo là chúng ta sẽ tới gì 1900m, rồi sẽ đổi trạm đi tới Haferleka hả, 2200m. Ồ, đi bộ vậy nè. Hỏi sao ngựa bên này không khỏe. Wow, dốc đứng dữ lắm luôn á. Núi này dữ dằn luôn á trời. Ở dưới là cái đường đi bộ nè. Hoặc là cho mấy người mà chạy xe đạp địa hình á. Cũng đâu thua gì Thụy Sĩ, ta quá đã rồi. Không nè, vào mùa đông thì ở đây tuyết phủ đẹp lắm. Đây là một cái nơi mà người ta đi trượt tuyết của Úc Áo nè. Hồi nãy mình từ Hamburg, giống như hamburger vậy đó, bay lên thẳng ra đây. Lên Seabrook Bay. Rồi tiếp tục có một cái trạm cáp treo khác lên Haferleka 2256m. Chỉ có chinh phục những ngọn núi thì chúng ta mới thể biết được khả năng của mình giới hạn tới đâu. Ngọn núi này có chiều cao, có độ cao là ngang ngửa với núi Nga Mi ở Trung Quốc đó nha. Đi càng xa thì thấy mình càng gần. Đi càng nhanh thì thấy mình càng chậm. Đi càng cao thì thấy mình càng thấp là vậy đó. Wow, quá lạnh rồi. Nhiệt độ trên này chỉ có anh ăn đồ xe thôi, quá lạnh rồi. Mọi người tưởng tượng đi. Trời đã lạnh băng rồi. Mà còn gió nữa, lạnh cống luôn. Dù nắng như vậy mà giống như đang ở trong cái tủ đông vậy trời. Đi xuống thôi, lạnh quá. Mình thường thì sẽ đi lên bằng cáp treo và đi xuống bằng một cái trạm xe điện như thế này. Nó dốc xuống rất là đã. Trước khi qua đây thì mình nghĩ là mùa thu ở châu Âu cũng rất là ảo diệu. Nhưng mà nếu mà so với Hàn, Nhật hay là Trung Quốc thì mùa thu ở đây cũng rất là bình thường. Ít, rất là ít. Cây lá đổi màu. Ví dụ như ở Nhật đi ha, là đúng mùa là nguyên một cái rừng luôn ha, nó đổi màu chung một lượt. Còn ở đây ha, mạnh cây nào cây nấy đổi. Mạnh thế cây nào rụng lá trước cũng được. Còn bên kia là ta rụng đều này nhau ha. Còn nè, cây này rụng cây này còn. Chứ không phải như bên mình. Nhưng mà lá đổi màu rồi cũng nhiều lắm nè. Mà lá này nhỏ nhỏ không mà, chứ không có những cái lá phong bự bự. Mà cũng ít lá đỏ nữa. Và ở Nhật thì mình sẽ thấy lá đỏ, còn ở đây thấy lá vàng không à. Và đây chính là một cái khu trung tâm nhộn nhịp nhất. Quảng trường, một cái phố đi bộ của Innsbruck. Bao cảnh xung quanh là bao đẹp nha. Nhà ở đây rất là nhiều màu sắc. Nói chung đây là khu phố cổ của Innsbruck. Ở đây có đứa tượng Đức Mẹ Thánh Mary. Wow, đẹp quá. Trời ơi, có cái này nè, bóng quá đẹp rồi. Nói chung là Innsbruck giống như là một cái bức tranh gì đó hoàn hảo, kết hợp giữa những cái tòa nhà cổ với quang cảnh xung quanh. Vào mùa thu, vào mùa đông thì những cái này nè, nó phủ tuyết cả một cái dãy núi đó rất là đẹp. Mọi người thấy cái tháp đồng hồ cũng đẹp nữa. Ôi, những tòa nhà ở đây độc đáo không? Đẹp quá. Đẹp quá. Trời ơi, quảng trường quá tuyệt vời luôn á trời. Không khí tuyệt vời.
ngồi đi dọc con đường này rất là đảo diệu, rất là đã. Rất là nhiều nhà hàng, hàng quán, quán ăn này kia. Và phía trước đó chính là một cái viện bảo tàng mà có một cái mái ngói được lớp bằng vàng. Dạng đây tới 3 ký rưỡi luôn. Tính không tính gara, tính 1 ký luôn. Có 2.600 tấm mà. Tối nay em phải rình lên đây mới được. Một cái tới 3 ký rưỡi là ghê thiệt. Từ phố cổ ra hướng bờ sông thì chúng ta sẽ tới River Inn. Trời ơi, quá đã rồi. Một cái khu phố đầy màu sắc, xây cạnh một cái con sông. Xanh biếc luôn, trong veo, trong mắt. Mắt rỗi à. À, xung quanh núi rồi mọi người thấy không? Phong thủy rất là tốt ha, có sông, có sơn, có thủy. Những cái tòa nhà ở đây rất là giống những dãy nhà đầy màu sắc ở Venice hay là Amsterdam. Rất là đặc biệt. Một cái hình ảnh đặc trưng của Innsbruck là đây. Mọi người tới đây để chụp hình này kia rất là đông ha. Ôi, không khí mát lành quá. Một châu Âu rất là thiên nhiên và cổ kính. Nó không có tất bật như là những cái thành phố châu Á đâu. Nếu mà mọi người muốn qua đây mà tìm thử sự sôi động thì châu Á là nhất rồi. Còn qua đây là chủ yếu là mình chìm đắm trong cái không gian đầy thơ mộng yên tĩnh của châu Âu. Chỉ là những cái núi đồi và những cái thành phố cổ. Vào ban đêm thì khoảng 6-7 giờ tối là bắt đầu vắng người rồi, không có mầm tấp nập như là bên mình. Bởi nhiều khi người châu Âu mà cho qua bên châu Á của mình hoặc là Việt Nam, Thái Lan rồi đó, sống thời gian là thay đuối muốn quay về rồi. Bên mình qua đây thì có thể là thích nghi được, nhưng mà thời gian cũng thấy buồn. Tại vì nó không mà mầm rần rần như bên mình. Còn người châu Âu mà qua bên mình sống đây yên tĩnh rồi, qua bên mình rần rần ồn ào quá, cái bắt đầu chịu không nổi cái đồ về. Tiếp theo chúng ta hãy đi tham quan bảo tàng Thero Panorama. Đây là một cái bảo tàng bộ binh hoàng gia, được ví như là bảo tàng ở trong một cái bảo tàng. Chỗ này thì trưng bày những cái bộ sưu tập về lịch sử để ghi lại lịch sử quân sự của Thero từ thế kỷ 18 cho tới thế kỷ 20. Chỗ này thì cho chúng ta thấy sự phát triển của quân đội áo cũ và bộ binh trong thế kỷ 19. Cái này là chiến tranh hồi thời kỳ cách mạng Pháp nè. Thời đó thì Pháp muốn đánh chiếm hết tất cả các nước lân cận xung quanh. Ở đây là một cái vòng tròn mọi người có thể. Người ta vẽ nó một bức tranh mà tái hiện lại cảnh ngày xưa nè. Ồ, đẹp quá. Nhìn 360 độ luôn á. Đường phố cỏ cây rồi ló. Rồi cỏ nó giống thiệt quá ha. Hiểu không? Nhìn bức tranh đó hiểu gì không? Tiếng Đức không à, đâu có hiểu gì đâu. Đây là một cái bức tranh triển lãm về huyền thoại Thero. Bức tranh toàn cảnh khổng lồ này là một cái tác phẩm nghệ thuật 360 độ bao phủ một cái bức tranh sân dầu rộng là 1.000 mét vuông. Bức tranh này thì mô tả lại một cái góc nhìn rất là chân thực về một cái cuộc chiến giành tự do của người Tyrolean. Bức tranh này thì được tạo ra vào năm 1896. Nó thể hiện cái phong cảnh và con người khát vọng được tự do, kết quả của một cái trận chiến và mối liên hệ chặt chẽ của nó với tôn giáo và Chúa Trời. Mà không biết bây giờ người Pháp, người Áo với người Pháp họ có bạn bè nhau không ta? Hay là tình hàng xóm láng giềng bị gãy đổ? Nè, còn cái này là hai nước đánh chiếm nha, Pháp qua chiếm Áo nè, rồi sẽ Áo liên minh với Anh để đánh lại Pháp. Bông chua nó được không? Thôi cái bông chua được không? Bông chua nước áo. Cờ đó cờ gì ta? Giống cờ Ý giờ. Nè, ngày xưa nhớ nhà thờ nó lâu lắm rồi kìa.
Đó, chính tại cái khung cảnh tuyệt vời này, ngay tại ngọn đồi này, thì ở bên phía bên kia Pháp đã tràn qua đây và muốn đánh chiếm Áo. Cái nhà thờ đó bây giờ vẫn còn bao nhiêu 200 năm rồi ha. Những cái nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn, dù là xung quanh thì nhà cửa mọc lên nhiều hơn. Tất cả nhà cửa của dân, người dân thì bị đốt phá, nhưng mà nhà thờ thì không ai dám đụng tới. Ngoài ra thì bảo tàng cũng có trưng bày về thiên nhiên và những cái tác phẩm nghệ thuật. Ờ, phải nói không? Phải nói. À, anh Hông này, hả Ly? Ờ, hả Ly. À, biết con gì đâu, kể dưới con du đích chơi. Này giống như khô, là khô bò này, khô động vật nữa. Ờ, khô động vật. Con này vừa người cười. Ờ, Nguyễn này lanh. This is my name. I just booked this afternoon. Yes, it's fine. Yeah. Two? Yeah, 2,000. Okay. Just the show, yes? Yeah. Mm-hmm. Okay. Where you come from? Vietnam. Vietnam? Yes. Yeah. Danh sách không có Việt Nam. Danh sách không có Việt Nam trong này. Nước nào cũng có, trừ Việt Nam, có Thái Lan, này, Đài Loan, Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản. Việt Nam. Dạ, Việt Nam. Đấy theo luôn nè. Đây là điệu múa đặc trưng của Áo nè ha. Vừa hát vừa nhảy vừa vỗ. Đây là giống như mấy nông dân ở vùng Thụy Sĩ rồi Áo rồi Ý rồi đó. Người ta mặc đồ như thế này nè, ta chơi nhạc cụ giống như này. Đó, đây là cái chương trình biểu diễn buổi tối nè, thấy đông ghê chưa? Mà toàn là công ty du lịch đặt chỗ hết rồi đó, nên nó mới đông cái này nè. Ồ, đông quá, hết chỗ, kín chỗ luôn. Bên châu Âu này người ta cũng đi tour dữ lắm nha. Mà buổi tối không biết làm gì thì chỉ có thể đi coi show thôi. Hát vậy đây. Nó chỉ có vậy thôi đó. Nên mọi người tới đây thì cũng đừng có tốn tiền để đi coi nữa ha. Thôi đi về đây, show chưa hết nữa. Đi qua châu Âu mà đi theo nhóm thì rất là rẻ nè. Mình thuê phòng dorm nè. Cái này mà ở được 4 người luôn á. Chia ra một người tầm có mấy trăm ngàn à. Mà còn có bếp nữa, rất là rộng rãi. Bếp nấu ăn nè, gần chợ, gần nhà ga, gần siêu thị. Nè, mà nấu ăn luôn nè, thấy không? Đỡ tốn tiền. Đi tới đâu mua đồ nấu ăn tới đó, đem theo gia vị, đem theo mì gói, đem theo cơm gì. Nè, quay xuống thành phố cho mọi người coi. Ai thành phố đây? Ai à? Tạm biệt Innsbruck, bây giờ mình sẽ lên chuyến tàu để đi tới Salzburg. Quá đông rồi nè. Chen lắng lắm đó nha, nhưng mà chen lắng trong gì đó, trong trật tự. Đây là cái toa dành cho gia đình nè, bởi vì con nít hay khóc.
rất là ồn ào, bởi vì người ta dành riêng một toa dành cho trẻ em luôn, tha hồ mà khóc trên này. Thế bên châu Âu người ta tính đường rất là kỹ không? Tàu ở bên này á không có số ghế nè, bởi vì mọi người rút kinh nghiệm là lên á là phải chạy lên giành ghế để coi hết chỗ. Tàu châu Âu mắc cười ghê, giờ hết chỗ ngồi nè, chặt kín luôn rồi, phải ra hành lang ngồi luôn á. Tàu là người ta phải có số ghế đồ chứ, để cho giữ chỗ cho mình ngồi. Kiểu này chết luôn rồi. Đi tàu như đi chợ vậy, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ mà kiểu này, một là đứng, hai là ngồi bẹp. Những điểm tham quan tại Sørborg. Sørborg thì nó có nghĩa là pháo đài muối, là thủ phủ của tiểu bang Sørborg cùng tên của nước Áo. Ở đây dân cư là khoảng 150.000 người, và đây chính là thành phố lớn thứ tư của nước Áo. Chào mừng mọi người đã đến với Sørborg. Mình ghé ở đây biết vì sao không? Ở đây có một nhân vật rất là nổi tiếng. Ông xuất thân tại đây là một trong những cái gọi là gì, bậc thầy thiên tài trong lĩnh vực âm nhạc, đó chính là Mozart. Và đây chính là con đường dẫn về nhà của ông. Quê hương của ông ở đây, và ông đã phát triển sự nghiệp tại Viên của nước Áo. Đây là một cái cầu đi bộ, mọi người thấy ở đây người ta gắn lên rất là nhiều những cái ổ khóa tình yêu. Càng khóa thì càng gì, phải không? Cái nhà nổi nhất sớm này là nhà ông này, ông nổi nhất luôn. Không, đó là nhà của Mozart. Chính tại đây thì một bậc thầy đã trải qua tuổi thơ của mình tại Sandbox. Mozart cùng với Beethoven ha. Mozart là người Áo, Beethoven là người Đức. Và hai người này đã để lại những cái tác phẩm âm nhạc cực kỳ tồn tại, nói chung là vĩnh cửu. Nhạc vàng không à, nhạc vàng. Đây, chúng ta hãy cùng nhau tham quan và tìm hiểu về cuộc đời của Mozart, một bậc thầy về âm nhạc, một thiên tài về âm nhạc. Nào mọi người vào trong. Mozart là một cái nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo, hưởng dương 35 tuổi do là mắc bệnh lâu. Ông nổi tiếng về dòng nhạc cổ điển, sinh ra vào năm 1756, sống cùng cha, cũng là một nhạc sĩ tại căn nhà số 9, đường Rejtegasis ở Sørborg. Lúc này thì vùng này vẫn là một cái công quốc giáo hội thuộc đế quốc La Mã Thần Thánh. Anh em của ông thì có 7 người nhưng mà mất hết năm, chỉ còn ông và chị gái của mình. Năm 4 tuổi thì ông đã tỏ ra là một cái thần đồng âm nhạc khi mà biết chơi nhạc cụ. Cái dĩa cầm cũng như là đàn phím mà ông từng xài vẫn còn trưng bày ở trong viện bảo tàng này. Năm 8 tuổi thì Mozart đã tự sáng tác bản nhạc giao hưởng hoàn thiện của chính mình. Thần đồng Mozart là một cái câu chuyện tiêu biểu về thuyết luân hồi ở trong một số các tôn giáo. Thật ra thì cái vấn đề năng khiếu thiên bẩm cũng như là thiên tài từ lâu đã tạo nên rất là nhiều những thắc mắc. Tại sao cũng là con nít như nhau nhưng mà có người thì tài ba xuất chúng, có năng khiếu vượt bậc từ nhỏ, nhưng mà tại sao cũng có kẻ lại vô cùng tối dạ. Dù sao đi nữa thì dù mắc ở độ tuổi rất là trẻ nhưng mà Mozart đã để lại một cái di sản âm nhạc đồ sộ, đóng góp vào lịch sử âm nhạc của thế giới. Dù đã trải qua rất là nhiều thế kỷ, người ta luôn nhắc về ông, và mỗi lần tới Sørborg thì không ai không viếng nhà của ông cả. Sørborg được mệnh danh là một cái thành phố âm nhạc của nước Áo, nhưng mà đây chỉ là nơi sinh ra thôi. Còn có một nơi mà ông đã trải qua cái cuộc đời, sau đó trưởng thành và làm việc ở đó, mình hãy đi qua đó tham quan nha. Đố mọi người biết đây là những cái gì? Tròn vo một cục thù lù. Đây không phải là bánh bò đâu, mà là gọi là cái bánh format đó, cuốn trong những cái giấy màu sắc thế này. Nói chung đây là một loại đặc sản. Một điểm tham quan khác mà mọi người nên tới đó chính là một cái pháo đài có tên là Hohenschönburg. Đây có thể nói là một trong những cái lâu đài thời Trung Cổ lớn nhất và nổi tiếng nhất ở châu Âu. Nó nằm ở độ cao là 560m ở trên một cái ngọn núi. Dưới chân của pháo đài đó là một cái phố cổ, mọi người cũng nhớ tới đây để mà đi dạo ha. In the road.
Đây là nhà ga Sonbok. Thiệt là một ngày mưa gió lẳng lơ và một mùa thu ở nước Áo. Bây giờ mình sẽ đi tới San Hoyerhorstot. Mọi người tới Hoyerhorstot từ San Bọt thì bắt chuyến 150 ha. Đợi chút xíu nữa thôi xe sẽ tới. Để coi mùa mưa ở Hoyerhorstot thì nó đẹp như thế nào. Người ta thường chụp mùa gì? Mùa nắng với mùa đông thôi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy mùa thu. Ôi xe tới rồi nè. Tới đây. Giờ mình tiếp tục đổi xe buýt 542 đi tới Hostel nha. Thôi đổi xe buýt nha chứ không có đi thẳng đâu. Đây tài xế nữ lái xe buýt đường dài luôn, tới mấy chục cây lận trời, gần cả trăm cây lận, đường thông mây không à. Nhà bên này nhìn cũng giống nhà Thụy Sĩ ha. Bình thường thì những cái con phố ở châu Âu đã vắng lặng rồi, khi mà mưa xuống thì càng vắng vẻ hơn. Những cái con đường mà rất là lạnh lẽo và ướt át, một cái không khí mà sặc mùi mùa thu ở Âu Châu. Ôi, cho mình đã tới Hoyerhorstot. Từ đây thì cách làng Hoyerhorstot, đi đường này Hoyerhorstot gì đó, ở dọc cái bờ hồ, cách đây chừng 10 cây ở gì nhiêu cây ta, 5 cây. Khách sạn của mình dễ thương, rất là xinh xắn bởi vì view quá đẹp, view là chịu view. Thông thường thì người ta tới Hoyerhorstot thì sẽ không ở đây mà đi sáng đi chiều về, nhưng mà do là hôm nay trời mưa mình ngủ đàn đêm để sáng mai trời sẽ đẹp hơn. Nhưng mà mùa mưa cũng có cái đẹp của mùa mưa, coi kìa, quá trời mây luôn. Khách sạn này rất là xinh, mọi người ở đây nè chỉ có 2 triệu đồng thôi, hai người ở, ba người ở cũng được. Nhớ cái tên nha. Qua đây, ở đây rất là tiện, mình đi xe buýt thẳng tới đó luôn. Ở làng Hoyerhorstot thì giá nhiều, 7-8 triệu một đêm, trong khi đây chỉ có 2 triệu thôi. Mà gần ngay đường chính nữa nè, xuống xe buýt là tới rồi. Đi nào. Trời ơi, may mà nó đổ từ trên núi, nó đổ xuống dưới này luôn nè. Đổ xuống lạ đà dưới đất luôn. Hàng chi không khí càng ngày càng lạnh thêm nè, nhìn nè. Ngộ ghê trời. Từ trên núi mà đổ xuống đất luôn. Mà ảo ảo ha. Giống như sân khấu mà người ta làm mấy cái khối lạnh á. Cảnh ở đây không thua gì Thụy Sĩ nha anh chị em, cô bác anh chị. Bữa giờ mình đi châu Âu thì mình thấy thời tiết ở đây nó khác Việt Nam mình vậy nè. Nó sẽ kéo mây 2-3 ngày gì đó, rồi sau đó ta mới mưa xuống trong một ngày, và ngày hôm sau sẽ trời trong trở lại. Và mưa thì không phải là mưa ào ào đâu, mưa rất là lý nhí mà nó rai rít cả ngày luôn, âm u vậy nè. Còn thời tiết bên mình là sao? Là đang nắng chang chang, cái mây kéo tới đèn thù lùi, cái đổ mưa xuống cái ào, rồi sau đó cái trời trong trở lại. Bởi nhiều người Tây đi qua Việt Nam mình thấy lạ lẫm, những cơn mưa nhiệt đới khác với vùng ôn đới là vậy đó. Bây giờ là như mấy giờ rồi, 7:30 sáng, quá đẹp rồi. Xung quanh mây đây rất là ngộn nha, ở dưới thì bốc lên, ở trên thì bốc xuống, ở trên núi nó đổ xuống, còn dưới đất thì đổ lên. Nè có cái núi nè, đã chưa, mây không à. Nè sáng sớm ta đi làm rồi nè. Khách sạn của mình nó dọc cái lòng hồ, mọi người thấy không, ở đây chim vịt trời rồi nè, đại hồ luôn, mà khói nó bay lạ tà rất là đẹp. Một cái làng rất là bình yên,
Những cột khói thì bốc lên là người ta đang nấu ăn nè. Quá trời thơ mộng mọi cảnh này. Đồng cỏ thì bao bát ngát xanh rờn luôn. Wow. À, đây là cái con sông ha, chảy xuống cái lòng hồ Hostock. Lòng hồ này rất là dài, chạy xuống cái làng bên kia luôn. Thật ra ở xung quanh lòng hồ này có rất là nhiều những cái ngôi làng nhỏ xinh, nhưng mà nổi tiếng nhất là cái làng Hostock mọi người thấy rồi đó. À, mấy căn nhà đây cũng xinh mà, đây là đầu bờ hồ nha, còn làng Hostock là ở cuối bờ hồ. Mình ở cái sạn này thì rẻ hơn. Ok, tiếp tục di chuyển. Are you going to Hostock? Yeah, yeah. Can you, we have a lift, go in there. Đi ké nhóm này nha, nhóm này người Ấn Độ. Sao còn chỗ không trời? Đi ké xe đi. A lot of people. But we speak in Vietnamese. Đẹp hơn Thụy Sĩ luôn đó ca. Quá đẹp rồi. Thấy núi này còn đẹp hơn cả Thụy Sĩ nữa. Không, nhờ có mây thôi, bữa nay trời mưa rồi. Không, hai cái vách núi kìa ông thấy đi. Vách núi này đẹp quá trời đẹp không kìa. Lê lịa hết cả lên kìa. Trời ơi, chứ kìa. Trời ơi. Nhìn nó trong vắt luôn đó ca. Quá đẹp rồi. Hồ này xanh ghê trời ơi. Xanh dương như vậy là xanh ngọc bích giống hồ bên kia nha. Mấy người sống ở đây may mắn thật đó ca. Trời ơi, sinh ra xong rồi được cái thiên nhiên. Thôi đi làm cái tham lam đẹp rồi. Trời ơi đẹp quá cha mẹ ơi. Coi kìa một cái hồ xung quanh nè. Mùa thu nó đổi màu kìa. Mà cái hồ này rất là rộng nha. Mà tưởng đâu là nó hồ nó nhỏ vậy, nó trải dài từ đây tới bên kia nhiều cây số, chắc cả chục cây ha. Quá rộng mà hồ xanh biếc luôn, phẳng lì luôn. Hostock là một trong những ngôi làng đẹp nhất của Áo. À, nơi đây bên cạnh một bờ hồ và những cái ngọn núi, rồi như là một cái bức tranh thiên nhiên cực kỳ đẹp. Mọi người thấy những căn nhà ở đây chạy dọc theo một cái sườn núi ha. Bởi vậy mà làm nên một cái bức tranh rất là ảo diệu, một cái bức tranh mùa thu tuyệt vời của nước Áo. À, có lẽ đến đây là ước mơ của rất là nhiều người. Mình cũng muốn chia sẻ niềm vui này tới tất cả mọi người về cảnh đẹp của nước Áo. Nó bà dịch. Nó con này dạng thấy ghê luôn trời. Quá dạng. Ai à? Ai à? Ao. Dạng quá. Con mẹ đi mày. Sáng nay một bầu trời bình minh rất là đẹp. Hôm nay có nắng rồi, hôm qua mưa ha. Mà rất là may mắn cho mà hôm qua được thấy trời mưa và hôm nay được thấy trời thu và nắng đẹp như thế này. Mọi người thấy mây rất là đẹp và mây trên những đỉnh đồi đó là do mình phun ra đó, mọi người thấy không? Mình phun sương nè. Ok guys, you can go, don't worry. Làm phóng sự hơi bị lỗi. Gì ta? Mọi người biết hồ đây rất là sâu bởi vì nó có màu xanh thẳm chứ không phải là những cái hồ ngọc bích như ở Interlaken. Nó xanh như là đại dương vậy đó. Đi vào ngôi làng thì mọi người sẽ thấy một cái bức tượng ha. Là một người lao động đang gánh muối, bởi vì ở đây là một cái khu vực khai thác muối. Đây có thể nói là một cái nơi mà khai thác muối lâu đời nhất trên thế giới. Và để lên cái mỏ khai thác muối này thì mọi người phải đi một cái cáp treo đi lên. Trên đó thì mọi người có thể ngắm được toàn cảnh hồ của Interlaken, của Hostock. Bởi vậy cái từ Hostock là từ cái mỏ muối đó mà ra đó. Hồi sáng nay nắng đẹp quá, thật là ấm áp. Không còn lạnh giá như tối chiều hôm qua nữa. Trời ơi, mình không ngờ lại có một cái hồ mà cái ngôi làng nó mộng mơ như thế này trên đời luôn á. Mọi người còn nhớ vlog của mình ở Trung Quốc không? Mình có nhắc về 10 cái khu làng đẹp nhất trên thế giới. Một cái gọi là trong đó có Hostock và mình đã được tới đây.
trời, lạnh vậy mà có người bơi luôn hả trời? Ôi không thể tin nổi là có người đang bơi dưới một cái lòng hồ trong thời tiết giá lạnh như thế này. Rồi mình xuống bơi chung đi cho vui, để thiếu nữ đó bơi mình cũng là buồn. Cái này là thay vì bên mình là tắm sauna ha, còn đây người ta tắm mà không khí lạnh. À, đặc biệt đây là một cái thung lũng mà người thấy xung quanh bao bọc toàn là đá núi và những cái đồi thông mới mọc trái dài lên như vậy. Và năm 2018 ở đây đã xảy ra một cái trận gọi là cháy rừng xung quanh những cái vách núi này nè, cháy rừng. Rất là tiếc nếu mà những cái cảnh đẹp như này bị phá hủy. Và mọi người biết thì đa phần du khách ở đây là người châu Á ha. Khách Tây rất là ít, bởi vì những cái cảnh này ở phương Tây thì người ta thấy hoài, ít người đi du lịch lắm. Và Hot Shot còn xuất hiện trong một cái bộ phim nào đó đình đám của Hàn Quốc nữa, nên càng có đông người tới đây để tham quan. Thụy Sĩ và Áo là nơi mà người ta hay chọn để đóng phim ha. Và mọi người biết để đi du lịch thôi đã tốn kém rồi, mà để quay được một cái bộ phim ở cái chỗ này còn đắt đỏ hơn nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong đó, bên đó có một cái view, một cái con đường nhỏ nhỏ dọc theo một cái nhà thờ để mình có thể nhìn xuống và chụp hình. Thật ra tới đây thì để chụp hình là chút xíu thôi, chủ yếu thôi. Chứ ở đây thì cũng không biết làm gì nhiều. Để chút xíu thì mình gặp một cái quảng trường như thế này là Hot Shot rất là nhỏ. Chỉ tầm nửa tiếng là mọi người đã có thể đi hết ngôi làng này rồi, nếu mà mọi người không leo lên cái thác ở trên. Có quảng trường như đó, mọi người tuyết tét, có mấy ngôi nhà ở đây mọi người thấy không? Rất là xinh đẹp, nhỏ bé xinh xinh. Đặc biệt là những cái khách sạn ở đây nè, nhà hàng nào cũng có những cái dây leo và những cái chậu bông dắt ở trên hết trơn. Và cái này là nước mình có thể uống được nha, rất là mát, từ nước suối ở trên người ta dẫn xuống đây. Những cái cây leo này nọ lên tường rất là đẹp. Đúng là người ta tạo cảnh rất là hoàn hảo, rất là mỹ thuật, nghệ thuật. Nhìn góc nào cũng đẹp. Cảnh gì đâu mà nhìn muốn rơi rụng luôn á. Đẹp mà rụng rời cũng rụng trứng. Đẹp xuất sắc, đẹp mỹ mãn, đẹp ảo diệu, đẹp thần thánh, thần tiên, tiên bồng lai, tiên cảnh. Quá trời đẹp rồi, má ơi, khủng khiếp, đẹp đẹp dữ vậy trời. Nó lên đây là nhà bắt đầu khác rồi, mới nãy là nhà ở dưới kia nhà gỗ ha. Lên đây mới thấy nhà chắc đá lên vậy nè. Mà những cái vách nhà và mái ngói ở đây người ta làm bằng cây gỗ thôi mà nha. Rất là lạ, chứ không phải là làm bằng ngói đá như bên mình. Không phải là bằng gạch nung mà lấy vỏ gỗ người ta lấp 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 lên, ngộ lắm. Nè, mà có cái cây gì cho nó rồi ta? Không biết gì nữa, có gai gì nữa. Đẹp quá. Bây giờ tàu bắt đầu chạy rồi nha. Trời ơi, quay được cái nhà thờ quá đẹp rồi. Hơi âm u nha bà con chịu khó nha, đây là cảnh thật. Hơi âm u nhưng mà nó có đẹp của âm u. Trời ơi, đây mình mọi người thấy không, có thác đổ xuống nè, trong một cái làng mà có cả hai cái nhà thờ lận. Wow, những ống khói thì đang bung lụa lên, thả phà phà. Trời ơi, có cái thác kìa, qua cái thác trời. Trời ơi, tàu càng chạy càng có xúc cảm nha, đi tới đâu thấy đẹp tới đó. Có ai mà gặp cảnh đẹp mà tới xúc động mà tới đó mà giật tăng tăng không ta? Quá trời đẹp rồi. Trời ơi, ngôi làng gì đâu mà quá đẹp rồi mọi người ơi. Ôi, thật là hạnh phúc khi mà thấy được cảnh này đứng giữa cái lòng hồ. Mình tưởng nó là mình bất hạnh khi mà tới đây trời mưa, ai về lại quá là may mắn khi mà thấy đầy mây như thế này. Ôi, không khí thì là mát dịu, không có quá lạnh nữa, cứ như là được trời thương vậy đó.
Ồ, một thung lũng mây luôn nè. Sao lại có một cái ngôi làng mà nó đã như vậy trời. Mỗi mùa ở khu làng này lại cho ta cái cảm nhận khác nhau. Housetalk có lẽ là cái thế giới mà ai cũng khao khát được đi tới, trong lành, bình yên, lãng mạn và thanh tao. Xê dịch chính là liều thuốc ngủ để bạn mơ giấc mơ có thật về một thế giới đẹp tươi. Ngủ thì rồi lại thức, thức rồi lại tỉnh mộng. Nhưng chỉ có bạn biết giấc mơ đó hoàn mỹ thế nào thôi. Hãy đi ngắm nhìn thời gian, bạn sẽ sững sờ vì thế giới thực tại mình đang sống đẹp ngỡ ngàng tới cỡ nào. Đi thôi. Nhà ga Housetalk đây. Trời ơi, vé đi từ ở gì Housetalk đi tới Viên mà 50 đô người phải không? 50 đô người, 1.4 triệu luôn đó nha, một vé. Mệt cũng lòi họng luôn. Bây giờ mình đang trên chuyến tàu đi từ gì đó Houston đi tới Viên. Vô cấp quá nên mua được cái bánh. Cái bánh này 250 ngàn, hấp dẫn chưa? Có ngừ nấm với gì? Phô mai. Rồi gì nữa nè? Cái gì? Hồ liêu. Ngon quá. Cho ăn miếng thôi. Cái bánh bự nhưng mà 250 ngàn thì vậy cũng được đó ha. Trên chuyến tàu vừa ngắm cảnh vừa được ăn bánh. Những cái điểm tham quan tại thủ đô của nước Áo. Từ Cần Thụy Sĩ cho tới đây là biên giới giữa Áo và Hungary. Và phía sau lưng mình đó là một cái cung điện, một trong những cái cung điện lớn nhất trên thế giới. Hồi đó là một cái triều đại của một cái gia tộc từng cai trị nước Áo và cũng đặt thủ đô tại Viên này. Bên mình là cung đình, bên này là cung điện ha. Mà cho xe đậu nữa, ngoài trước nó y xèo như nó cản trở lưu thông, làm mất cái mỹ quan của mặt tiền của người ta. Mà cung điện như nó mà cú xì nè, xuống cấp luôn. Không, mấy cung điện khác của người ta làm đá cẩm thạch là trắng nhách, đẹp trắng bóc luôn. Còn cái này gì đâu mà đục ngầu ngầu. Nè cái tượng kìa, rỉ xét cái trơn rồi. Chim bồ câu nó ỉa đầy chứ nó kìa. Không, chảy nhiễu toàn ten xuống. Rồi. Còn không biết về trong đó nữa. Mà vé vô tham gia quan đây biết nhiêu không? 1.000.000 đồng tiền Việt. Mà vô trong đó ào ào nha. Mà 6 giờ đóng cửa rồi, giờ này 5 giờ còn gì nữa. Và phía sau cái gì gọi là Hoàng Cung là một cái ngựa hoa viên. Ở đây thì người ta tới đây để vui chơi đồ, nằm trên những bãi cỏ xanh rờn. Và ở đây còn có một cái khu chợ vào gì đó, chợ cuối tuần nữa. Ở đây có quán cà phê, quán bia rồi nè. Trong này còn có nơi bán về cây cảnh nữa kìa. Do là hôm nay cuối tuần nên rất là đông vui ở đây. Tòa nhà Quốc hội và chưa phía trước tòa nhà Quốc hội đó chính là Palace Athens, đài phun nước Palace Athens. Thì là Palama gì đó cũng giống nhau ha, nửa thần Athens đúng không? Xung quanh đây là tập trung hết những cái khu du lịch và phố cổ. Nào là có nhà thờ nè, tòa nhà Quốc hội, cung đình, cung điện. Nhảy từ đôi bút bắt đầu em. Từ nè, những chủ điệu lãng mạn, một người từ gì đó
trào lưu cổ điển hả, chuyển qua trào lưu lãng mạn. Nhạc cổ điển sang nhạc lãng mạn, đó chính là Beethoven, và ai chắc cũng biết đến bài hát đó chính là gì, bản Sonata Anh Trăng hả? Còn bài nào nữa? Thôi bà tôi không biết, tôi biết bài Sonata Anh Trăng. Tên 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 và đó chính là một cái căn chung cư rất là lâu đời rồi, bao nhiêu năm rồi, hơn 100 năm rồi mà còn mới tin ở ngay lòng của thành phố Biên đây. Và chúng ta bây giờ hãy lên nhà của một cái thiên tài âm nhạc, thiên tài âm nhạc mà làm được kiếm thính mới độc đáo chứ. Đi, xin mời mọi người lên đây. Hai chào. Viên được mệnh danh là thành phố âm nhạc bởi vì rất là nhiều những cái thiên tài âm nhạc lừng danh như là Mozart hay là Beethoven từng chọn Viên là quê hương của mình. Và đây chính là tòa chung cư mà Beethoven từng sinh sống. Ông đã từng có một cái giai đoạn mà cư ngụ tại đây và sáng tác những cái bài nhạc rất là nổi tiếng. Có thể nói là Beethoven rất là nổi tiếng ở Việt Nam ha. Và đây tầng 4 là mình sẽ đi lên nhà của ông ta. Viên được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, còn có đáng đi du lịch hay không thì phải coi lại. Đây đi du lịch sướng lắm, ngủ sân bay nè, thấy không? Những chuyến bay sáng lúc nào cũng phải ngủ sân bay, ngủ ké vậy nè. Đó, sướng lắm. Châu Âu đồ, cứ ngủ ngon. Tạm biệt nước Áo, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường tới một cái đất nước khác ở châu Âu. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi vlog tại nước Áo. Hẹn gặp lại phần sau.